đối với tiểu hòa thượng áo trắng này là làm sao phát hiện mình, lại làm sao trốn vào ma vân cho mình một mõ. Người tí hon kia căn bản không hiểu nổi, hắn chính là tồn tại man thiên quá hải trong quy khư, tách ra một sợi chân linh, loại phương thức này xác thực rất nguy hiểm, nhưng hắn đã đề phòng mấy đạo khí tức trong. Cơ thể phương hành, thậm chí cũng đề phòng thánh nhân trên bạch ngọc đài, lại không nghĩ tới sẽ có một tiểu hòa thượng không đáng chú ý tới gõ mình một kích. Ăn một kích kia, càng người trở nên ngơ ngơ ngác ngác, vốn muốn chạy trốn, cuối cùng lại rơi vào mi tâm của lữ phụng tiên cũng trong nháy mắt đại kích trong tay lữ phụng tiên đã hung hăng đâm tới ngực phương hành mắt thấy phương hành không cách nào ngăn cản lại nghe hắn giống to trên người ma yên cuồn cuộn bao phủ toàn thân trong nháy mắt nhục thân của hắn đột nhiên biến hóa thinh linh tạo thành ma tướng ba đầu sáu tay bốn cánh tay đồng thời đưa ra ngoài bắt được phương thiên họa kích cưỡng ép ngừng ở giữa không trung không cho nó thâm nhập thêm một chút còn lại hai cánh tay một cái cầm long văn hung đao một cánh tay khác thì tát lên mặt lữ phụng tiên ta tát chết hỗn đàn không biết xấu hổ ngươi trong tiếng quát mắng phòng thủ và phản kích đồng thời tiến hành mà người tí hon kia hoặc nói là đạo chân linh vừa mới rơi vào thức hải của lữ phụng tiên đang ngơ ngơ ngác ngác nhưng cảm giác được long văn hung đao từ trên đỉnh đầu bổ tới theo bản năng giơ lên một cánh tay pháp được mênh mông cuồn cuộn ngăn cản miễn cưỡng chống đỡ được một đao có thể lấy mạng nhưng bàn tay quất tới lại nhất thời không dành bận tâm bị phương hành tát lên mặt quất tới thân hình lữ phụng tiên như bao tải bay ra ngoài mặt sưng phù Đạp mạng đi phương hành giống to kiếm ma đại dược vung ra đánh bay lữ phụng tiên còn ở trên không trung chân đạp hư không thân hình đuổi theo long văn hùng đao chạm xuống lữ phụng tiên phẫn nộ lại nhất thời không còn sức đánh trả chỉ có thể liều mạng kêu to bắt pháp quyết mấy trận kỳ vừa rồi bố trí ở trong hư không đột nhiên bị hắn đồng thời tiếp dẫn qua lít nha lít nhít quay chung quanh hóa thành một phòng ngự cường đại, tựa như kén tầm bảo hộ hắn ở trong trận, nhờ vào đó ngăn. Cản công kích của Phương Hành Thẳng đến lúc này, Phương Hành mới hiểu được Lữ Phụng Tiên bố trí xuống đại trận là muốn làm gì, một là hạn chế mình lúc ấy thi triển pháp môn quỷ giàn nhãn, thứ hai là hắn sợ thần tú, trong lòng có góng ma, sớm bố trí trận kỳ, là muốn chờ đợi sau khi mình bị gõ, sẽ triệu hoán tới bảo vệ, tranh thủ cho mình. Một đoạn thời gian khôi phục thanh tình, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu phương hành gào thét Long văn hung đau không ngừng phách tràm ầm ầm kích phá trận pháp mà trong trận pháp lữ phụng tiên đầu đầy mồ hôi nhắm chặt hai mắt tựa hồ ra sức khôi phục thần thức tình hình đại biến đám người lý trường uyên đều nghẹn họng nhìn chân chối thậm chí không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng là lữ phụng tiên chiếm ưu thế rất lớn trờ mắt nhìn ma đầu kia sắp nốt hận ở dưới phương thiên họa kích vì sao đột nhiên sinh ra biến hóa như thế nhất là tiểu ma đầu kia thi triển ba đầu sáu tay làm sao giống thân người ma tướng như vậy lúc này trên không nam hải quy khư cũng đang có ma vân phun trào nam từ hắc bảo sớm đã phẫn nộ tới cực điểm ma vân quanh người tạo thành vòng xoáy khổng lồ vô số hắc lôi xuất hiện trong mây tà hòa thượng từ đâu tới còn muốn giam cầm chân linh của ta trong tiếng giống to hắn vung tay lên ầm trong ma vân bỗng nhiên nêu ra một đại thủ hung dữ bắn ra trăm vạn dặm vọt thẳng tới Ma Uyên, rõ ràng là trực tiếp xuất thủ, muốn gạt bỏ những tiểu bối đáng giận kia, đồng thời tiếp dẫn chân linh của mình trở về, loại trực tiếp xuất thủ này đã dính chặt nhân quả, cũng không lo được ngày sau hình thành phản ứng dây chuyền. Dù sao với hắn mà nói, một sợi chân linh rơi ở bên ngoài là sự tình quá hung hiểm, loại cảnh giới này xuất thủ, khó mảnh dung khủng bố đến mức nào, một khi ra tay, hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới Ma Uyên, trong nháy mắt, trong Ma Uyên, phương hành, thần tú, Lý Trường Uyên. Tâm thần kịch chấn, cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Nam Hải, bọn họ biểu lộ nặng nề, nhưng nhất thời cái gì cũng không làm được. Thu hồi móng vuốt của người đi. Nhưng lúc này, tia chớp màu đen hình thành đại thủ, khó khăn lắm tới cách ma uyên mười vạn dặm, một thanh âm tức giận vang lên, có người xuất thủ, chính là thánh nhân lúc trước bởi vì giận dữ, quyết định đến Nam Hải quy khư tìm tồn tại kiên nói chuyện, hắn nửa đường thấy cảnh này, lửa giận trong lòng càng tăng lên, cầm thét một tiếng quanh người có ánh lửa vô tận xuất hiện càn quét hư không sau đó thình lình hóa thành cự xí chém thẳng về phía đại thủ oanh đại thủ bị cánh chặt đứt lực lượng hỗn loạn tung bay nước biển bốc hơi sạch sẽ lộ ra đáy biển phương viên trăm vạn dặm nửa ngày sau nước mới từ trên trời rơi xuống phàm nhân người có dũng khí ngăn ta xuất thủ tồn tại trên quy khư giận không kiềm được hai ánh mắt giống như thực chất xuyên thấu hư không nhìn về phía thánh nhân. Thu hồi cảm giác ưu việt cao cao tại thượng kia của ngươi đi, nếu không phải thông thiên lộ đã đoạn, ba ngàn năm trước lão phu đã thành tiên. Thánh nhân giống giận, tai chỉ quy khư, thanh âm chấn động cử thiên. Năm đó lão phu ký cử thiên minh, chính là vì mượn khí vận của các tiểu bối, chống cự thiên địa đại kiếp tương lai, ngươi chỉ là một tiên linh, ngay cả chân thân cũng không có, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi, tránh ở trong quy khư kéo dài hơi tàn, ngay cả thời điểm ký kết cửu thiên minh cũng không dám lộ diện, hiện tại từ. Đâu tới lá gan, có dũng khí phá hỏng đại kế của chúng ta. Oa, à, à. Tồn tại trên không quy khư tức đến câu hồ mới phát điên, thanh âm mênh mông cuồn cuộn trên đại địa run dày, quỹ tích tinh thần vận chuyển cũng có chút hỗn loạn. Một phạm nhân, ngay cả tiên quả cũng không chứng được, cũng dám làm càn ở trước mặt ta, nể tình ngươi khổ tu vạn nam không dễ, mới cho người tự xưng thánh nhân nếu không trong mắt của ta, người căn bản chính là sâu kiến, cút ngay. Tồn tại kia rồng lớn, một chút mặt mũi cũng đã không cho, trên không quy khư ma vân cuồn cuồn, sau đó hóa thành từng mảnh từng mảnh ma vân kinh khủng, tập cuốn về phía thánh nhân, nội ẩn pháp tắc đáng sợ, khi thế khó mà hình dung. Tốt, vậy để sâu kiến như ta, đến xem chân tiền như người có bao nhiêu phân lượng. Thánh nhân đối mặt loại uy thế này lại hoàn toàn không sợ, tài bát pháp quyết, phía sau biển lửa ngập trời, càn quét một vực. Chơi mát nhìn tiên thánh đại chiến sắp mở ra, chúng sinh đổ thán, lúc này ở phương Bắc Nam Hải, trong một hải quốc, lại có một đóa hoa sen màu máu bay ra, trong nháy mắt hóa thành đóa sen vạn trượng, bay đến giữa quy khư và thánh nhân, tử quang kích xạ, tiên khí quanh quẩn, nương theo tiên âm lượn lờ, ngăn cản hai người liều. Mạng, tồn tại trong quy khư nhìn thấy hoa sen kia, khí thế hung ác hơi yếu, ma khí nội liễm, sau đó thanh âm phẫn nộ vang lên. Nhà đầu, không ở trong phần mộ của ngươi ngủ say đến quy khư của ta làm gì chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cản ta sao trong liên hoa vang lên một tiếng thở dài ung dung nửa ngày sau mới có một thanh âm bất đắc dĩ vang lên tiêu giao tiên ngươi làm hơi quá rồi lúc trước nếu ngươi không muốn đứa bé kia trở thành truyền nhân thái thượng đạo vì sao không trực tiếp ngăn hắn ở trên thông thiên lộ vì sao không để cho hậu nhân của ngươi đến sông thông thiên lộ là sợ hậu nhân của ngươi gánh chịu không được phần khí vận kia chết yểu ở trên thông thiên lộ sao. Về sau truyền nhân đã định, khí vận tụ tán, nhân quả cơ duyên đều có định số, ngươi lại lợi dụng thời điểm đứa bé kia thụ kiếp, lệnh hậu nhân của ngươi đi đoạt khí vận, từ nơi sâu xa đã làm rối loạn rất nhiều nhân quả, nhưng dù vậy, ta kính ngươi là trưởng bối, chưa từng nói cái gì, coi như bọn họ tranh chấp khí. Vận, kẻ bại cô quạnh, người thắng thu hoạch được càng nhiều khí vận mà thôi, cũng coi như công bằng. Thanh âm trong liên hoa nhẹ nhàng nói giống như không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lại làm cho sắc mặt tồn tại trên quy khu càng khó coi. Nhưng bây giờ, người không chỉ ra trên linh tương trợ, thậm chí mình cũng muốn xuất thủ. Quá lắm rồi, những sinh linh kéo dài hơi tàn như chúng ta, đến hạ giới là vì tìm kiếm những khí vận chi tử trong truyền thuyết, giúp chúng ta vượt qua đại kiếp, lại không phải bằng bản thân hỉ nộ thay đổi càn khôn. Ha ha, nếu chúng ta thật có bản lãnh lớn như vậy, cánh chịu tất cả nhân quả, năm đó cũng sẽ không hạ. Giới những lời này đã để tồn tại trên quy khư tức giận tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng hét lớn. Im ngay, ngươi cho rằng lữ tiêu giao ta là ai? Lúc đầu ta công nhận ra hỏa kia là thái thượng di đồ, là tôn trọng di trí của mấy vị sư huynh đệ kia, nhưng về sau hắn làm việc quá mức, không có một chút tương tự với thái thượng đạo ta, sau đó mệnh số bản thân lại xảy ra vấn đề, vô vọng thành tiên, ta mới lệnh hậu nhân tiếp quản, vốn muốn để hai người. Bọn họ công bằng tranh chấp, nhưng tiểu ma đầu kia lại chưa từng có ý tứ công bằng tranh đấu đánh lên âm mưu cực kỳ vô sỉ mượn phật môn bảo kinh chiếm hết thiên thời địa lợi hậu bối của ta một thân bản lĩnh lại thi triển không gian nửa phần ta nhìn không được mới xuất thủ tương trợ bất quá là muốn để hai người bọn họ tranh khí vận càng công bằng mà thôi ha ha công bằng đến lúc này thánh nhân kia lại mở miệng cười lạnh người xuất thủ chính là không công bằng lớn nhất im ngay. Tiêu giao tiên lửa giận ngập trời quát. Vị tiền bối này nói không sai, trong liên hoa, thanh âm kia lại ung dung vang lên. Hai người bọn họ tranh chấp, chém giết đấu pháp cũng được, mời người trợ lực cũng được, thậm chí đánh lén cũng được, đều là công bằng. Nhưng người xuất thủ, cái kia chính là không công bằng, tiêu giao tiền bối, người thật không sợ nhân quả vào ứng sao. Tiêu giao tiên nộ khí khó tiêu, nhưng giống như cũng biết hôm nay mình muốn xuất thủ đã không có khả năng qua nửa ngày mới cưỡng ép đè xuống lửa giận trầm giọng quát đã như vậy lão phu coi như không đồng ý cái nhìn của các người cũng phải tùy hai người bọn họ bất luận ai thắng ai bại ta đáp ứng các người sẽ không nhúng tay nữa nhưng ta muốn thu hồi linh thức đây hẳn không quá mức chứ thánh nhân nghe lời này nào nào từ chối cho ý kiến nhưng trong hoa sen thanh âm kia lại nhàn nhạt, nhạt vang lên không được có chút dừng lại, thanh âm trở nên băng lãnh. Đã quá giới hạn, nào có dễ dàng thoát ra như vậy. Tiêu giao tiên ở thời điểm thánh nhân xuất hiện, còn không để vào mắt, nhưng khi liên hoa xuất hiện, liền biết sự tình đã xử lý không tốt, nhượng bộ nửa bước, đáp ứng không nhúng tay nữa, đương nhiên tiền đề là nhất định phải tiếp dẫn tia chân linh kia của mình trở về, tiếp tục bảo trì bản thân hoàn chỉnh, trốn ở trong quy khư. Chờ đợi thiên địa đại kiếp tới, đây đối với hắn mà nói, đã là một loại nhượng bộ khó được, là dưới tình huống mình không làm gì được, tạm thời nhẫn nại mà thôi, nhưng thanh âm trong liên hoa thỉnh lình trả lời không được. Chém đinh chặt sắt như thế, thậm chí để tồn tại kia ngây ngốc một chút, nửa ngày sau, nộ khí lạnh lẽo càn quét một vực. Ngươi nói không được, ánh mắt của hán thăm thầm, nhìn về phía liên hoa, trong thanh âm ẩn chứa sát khí, nhưng thanh âm trong liên hoa lại không có chút ý thỏa hiệp nào. Ngươi đã vượt giới, tự nhiên không được, nộ khí của tiêu giao tiên bắt đầu chuyển động, lửa giận vô tận giống như núi lửa sắp bộc phát, thanh âm trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn lại mấy phần bản sự. Ta cũng không có ý chằm ngươi. Thanh âm trong liên hoa vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng có một loại uy nghiêm không thể hoài nghi. Chỉ bất quá, ngươi tránh thân ở trong quy khư, lợi dụng linh khí của những tu sĩ còn chưa kết đành kia cung cấp nuôi dưỡng ngươi, vì thế thậm chí bố trí xuống pháp môn cấm kỵ không cho phép tu sĩ quy khư kết anh chỉ có thể trở thành nhục thai bị ngươi hấp thu linh khí sự tình này không cần thiết tiến hành tiếp lúc trước chín vị tiền bối của thái thượng đạo đều vì chống cự đại kiếp bỏ ra hết thảy chỉ lưu một đạo tàn hồn chờ đợi di đồ vì sao ngươi lại cưỡng ép tu tiên linh thể bảo trì ý thức của mình ngươi đến tột cùng đang chờ cái gì ngươi tự mình biết ta cũng đoán được bây giờ ta muốn chém chính là chảm ý niệm này của ngươi Vị liên hoa nói phá tâm tư, tư giao tiên hét lớn, trên không quy khư ma vân tăng vọt, thình linh hóa thành một cự nhân do ma vân tạo thành, thanh âm quần quần chấn nhấp thiên địa. Ta đang chờ cái gì, ta chỉ thủ hộ thái thượng đạo mà thôi, nha đầu, người đây là đang vũ nhục ta. Hôm nay, ta vốn muốn cho hai người các ngươi một chút mặt mũi, đáp ứng không ra tay, nhưng ngươi đã có dũng khí bức ta, vậy ta nhìn xem bản sự của người lớn bao nhiêu mà có thể cản ta, tiên chân linh kia ngươi có thể ngăn cản ta thu hồi lại sao? Trong tiếng hét phẫn nộ, hắn ẩm vang đưa tay, một đạo ma vân tạo thành đại thủ, thẳng hướng về phía ma uyên, thiên địa biến sắc, không biết có bao nhiêu sinh linh ngẩng đầu, đều thấy được đại thủ che khuất bầu trời. Mà liên hoa cũng vào lúc này hóa thành vô số cánh sen, trong nháy mắt lại có triệu tỷ, phổ thiên cái địa, ở chung quanh quy khư hợp thành một đại trận to lớn do cánh sen tạo thành, vây khốn bàn tay lớn kia, hơn nữa ở trung tâm liên hoa, lại có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xuất hiện nhẹ nhàng bắt pháp quyết. Ẩn ẩn chỉ hướng bầu trời. Ẩm, trên bầu trời, có chín đạo thần quang hạ xuống, đàn vào lẫn nhau, bao phủ quy khư. Tiêu giao tiên thấy chín đạo thần quang kia, khiếp sợ đến hai mắt lộ ra vẻ kinh khủng. Người dám mượn lực lượng của bọn hắn, hắn phẫn nộ gào thét. Ta chỉ muốn thu hồi chân linh của mình, cần bước đến mức này, liên nữ đứng thẳng ở trên hư không, thanh âm tham thảm vang lên, chuyển khắp thiên nguyên đại lục. Chúng ta từ trên kia đi xuống, tính mệnh chập chờn như đèn dầu trong gió, sao có thể tùy tiện vượt giới? Nếu chúng ta đều có tư tâm, tùy ý cải biến khí vận, hiện tại thế gian cũng bất quá là một tiên giới khác mà thôi. Ngươi là người thứ nhất ra tay, vậy ta dùng ngươi làm gương, cho những người khác một bài học. Ta không giết ngươi, nhưng ta có thể tuyệt ý nghĩ của ngươi. Trong thanh âm thanh lãnh, mà vân trên quy khư thình lình có dấu hiệu tiêu tán tiêu giao tiên muốn phát điên đây chính là hắn dùng không biết bao nhiêu năm mới từ trên người chúng sinh trong quy khư rút ra pháp lực bây giờ lại bị đánh tan loại vừa sợ vừa giận này để hắn nổi lên suy nghĩ đồng quy vô tận nhà đầu ngươi làm quá rồi ta bất quá là rút ra một số pháp lực mà thôi còn không phải vì giúp thiên địa thương sinh chống đại kiếp ngươi lại muốn đánh tan không sợ lưỡng bại câu thương sao pháp ấn của liên nữ không trần chờ chút nào Chính đạo thần quang chớp mắt hạ xuống chấn áp vào trong ma vân ma vân bị chia cắt thành từng khối đồng thời tiêu tán mà thanh âm của liên nữ thì mang theo một tia lạnh lùng nếu người có tâm lưỡng bại câu thương lúc trước sẽ không rơi vào bộ dáng hiện tại thu hồi mưu tính và cuồng vọng của ngươi đi thành thành thật thật cùng với chín vị tiền bối khác nhìn khí vận thế gian tụ tán chờ đợi thiên địa đại kiếp phủ xuống ô anh tồn tại trong quy khư đã cực kỳ kinh sợ hai tay giơ lên muốn ra chỉ tất cả ma vân lên người mình, vạt áo phần phật lan lộn, khiến cho hư không vạn dặm biến thành lĩnh phục của hắn, mà đánh mắt của hắn thì lộ ra lạnh ý, lạnh lùng nhìn liên nữ. Cho dù ngươi từ trong chín tử vật kia mượn tới thần quang thì đã sao, ta chính là tiên linh thể, không phải tàn hồn, ngươi có thể đánh tan những pháp lực này của ta, lại làm sao tổn thương thần hồn của ta, ta muốn thu hồi tiên linh quang kia, ngươi ngăn không được. Nói xong, hai tay nhấn một cái, ma vân ngập trời dâng lên, thình lình ngăn cản chiến đạo thần quang nhưng đối mặt uy thế của hắn thanh âm của lên nữ cực kỳ tỉnh táo có lẽ ta không ngăn được nhưng bọn hắn thì sao ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chỉ về phía quy hư. trong thanh âm băng lãnh của nàng tiêu giao tiên kinh hãi vội vàng quay đầu sau đó giật nảy mình lúc này dưới ma vân trong quy khư thình lình đang có tám cái bóng đi tới bọn họ hình dung khác nhau khí thức khác biệt tương tự duy nhất là thần sắc chất phác động tác cứng ngắc nhìn giống như pho tượng, động tác của bọn họ nhìn như chậm chạp, kỳ thật rất nhanh, nháy mắt trước bọn họ còn ở giữa không trung quy khư. Nháy mắt sau đã xuất hiện ở trong ma vân, trên người bọn hắn đều có một xích sắt, quấn quanh ở trên người tiêu giao tiên. Mấy vị sư huynh sư đệ, các người làm gì vậy? Tiêu giao tiên run giọng đặt câu hỏi, hình như xấu hổ, lại có chút hoảng sợ. Mà ở hạch tâm quy khư, trên đàn tế, lại có tám pho tượng không thấy, pho tượng ở trên cao nhất nhẹ nhàng mở miệng, là ta mời đại tiểu thư đến ngăn cản ngươi, tiêu giao, an ổn ở trong quy khư, đứng ngoài quan sát nhân quả đi. Ta không có làm sai, ta không tin được người kia. Tiêu giao tiên lớn tiếng gào thét. Ngươi cần gì phải đối với ta như thế? Lúc trước đã nói qua, nếu như đã tuyển hắn, như vậy mọi sự do hắn. Phò tượng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất như có chút bất đắc dĩ. Ngươi không cầm lòng, ta sẽ không ngăn ngươi để cho một tia chân linh của ngươi nhập thế nhưng bản nguyên của ngươi phải ở lại chỗ này cùng chúng ta thủ hộ thái thượng truyền thừa chúng ta không gánh nổi càng nhiều nhân quả nữa nói xong tám đạo tàn hồn chung quanh tiêu giao tiên ra tay dù tiêu giao tiên gào thét không thôi nhưng bị bọn họ cưỡng ép mang theo phủ xuống bên cạnh tế đàn hóa thành một tượng đá biểu lộ dữ tợn há miệng kêu to phẳng phất như còn có vô số lời muốn nói nhưng thời điểm tượng đá thành hình hắn cái gì cũng không nói được liên nữ thì nhìn tượng đá cao nhất cuối người hành lễ sau đó thi triển thần thông chém tan ma vân trên không quy khư ánh mắt của nàng thì nhìn về phía ma uyên người đã muốn nhung tay vào nhân quả vậy dứt khoát rơi vào nhân quả đi ma vân tản ra tiêu giao tiên và chân linh ở trong ma uyên liên hệ cũng bị chặt đứt lúc này lữ phụng tiên núp ở trong pháp trận ngạnh kháng phương hành công kích sắc mặt đột nhiên đại biến ngửa mặt lên trời gào thét vì cái gì ta không phục ta không phục ta không phục. Nếu muốn ta nhập thế, cần gì phải lấy đi thần lực của ta, nếu muốn trục ta ra thái thượng đạo, cần gì phải lưu lại tiên nguyên của ta, các ngươi cưỡng ép đánh ta vào hồng trần, đến tổn cùng muốn làm cái gì, nói cho ta biết, nói cho ta biết. Út thình lình kêu to, làm đám người phương hành cũng ngây dại. Đám người lý trường uyên nghi hoặc, không biết tại sao lữ phụng tiên lại giống lớn như thế, dưới đáy lòng, thậm chí bọn họ cảm thấy lữ phụng tiên biến thành người khác, thanh âm giọng điệu kia, thậm chí khẩu âm, Đều có biến hóa. Gia hòa này điên rồi. Ngay cả phương hành cũng phát hiện cái gì. Cao mày nói. Sư huynh. Hiện tại hắn chính là. Tiêu hòa thượng thần tú lạng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người phương hành. Thấp giọng nói với hắn vài câu. Phương hành kinh hãi. Lại nhìn về phía lữ phụng tiên. Ánh mắt hiếu kỳ giống như nhìn quái vật. Bất quá phần hiếu kỳ này dần dần biến thành tàn nhẫn. Giữ tợn cười rộ lên. Khà 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 khà. Hỗn đàn ngươi khi dễ tiểu ra lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta nha. Lữ Phụng Tiên phảng phất như cảm nhận được sát khí của Phương Hành, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại hắn, đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, khinh miệt, phẫn hận, xem thường, đủ loại thần sắc lóe lên, thanh âm trầm thấp, giống như từ lồng ngực truyền đến. Tiểu Súc Sinh, dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta, hết thảy đều vì ngươi mà lên, ta mặc kệ những người kia cực bao nhiêu ở trên thân thể ngươi, cũng nhất định phải bầm thay ngươi vạn đoạn còn dám khoác lác. Phương Hành cảm thấy khó tin, Long Văn Hung đao vung múa, hung hăng lao về phía Lữ Phụng Tiên, đao khí ầm ầm chạm lên trận pháp, miệng kêu to. Thần tú động thủ, hôm nay làm sao cũng phải chém chết tên hỗn đàn này. Hà hà hà, con mắt thần tú tỏa sáng, nhịn không được tán thưởng. Người khác kiếm trảm nguyên anh thành danh, ngày hôm nay sư huynh đệ ta muốn trảm tiên người cũng có hôm nay. Lúc này ánh mắt của Phương Hành nhìn Lữ Phụng Tiên là ngoan lệ tới cực hạn. Hắn đã biết, tên hỗn đản này là gia hỏa năm lần bảy lượt tính toán mình kia, cuối cùng gặp báo ứng, bị cao nhân trả đất chân linh và tiên nguyên liên hệ, sau đó phong ấn tiên nguyên, từ trình độ nào đó, chẳng khác nào chân linh của hắn bị giam ở trong cơ thể Lữ Phụng Tiên, hơn nữa đã mất đi đại thần thông. Bây giờ có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, chính là tu vi mà Lữ Phụng Tiên có mà thôi, chém Lữ Phụng Tiên, tương đương với chém hắn. Trước đó Phương Hành bị hắn chọc tức không nhẹ, năm lần bảy lượt khi dễ mình, bây giờ được cơ hội, sao có thể bỏ qua. Một bên kêu to, một bên vọt tới, chặt phá trận kỳ, có thể nói sử dụng tất cả khí lực, Long Văn Hung đao gào thét chém ra đạo đạo ma khí, mấy hơi đã chặt 10 trận kỳ siêu siêu vẹo vẹo, loại trận pháp này chính là tử trận, người bày trận vây mình ở trong trận, không cầu nó câu thông thiên địa, chỉ dùng pháp lực. Bản thân thôi động, cho nên không cách nào phá, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân cứng rán chém, có thể thủ hộ đến khi nào, thì nhìn số lượng trận kỳ, bây giờ theo trận kỳ bị chém, lực lượng thủ hộ cũng càng yếu. Sâu kiến, lại dám bắt nạt ta như thế. Lữ Phụng Tiên thấy thế, sắc mặt cũng đại biến, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục, há miệng hét lớn, chủ động tản ra trận kỳ, thân hình phóng lên trời, tay cầm phương thiên họa kích, hùng phong vạn trượng, từ giữa không trung hạ xuống, đâm thẳng tới ngược của phương hành từng người có phong cách chiến đấu của từng người phương hành cùng người chém giết là điển hình không thèm nói đạo lý vung đại đao chém loạn lữ phụng tiên cùng người đấu pháp thì dũng mãnh vô song thần lực quán chú đại kích chém ngang đâm thẳng đại khai đại hợp nhưng lúc này trần linh đi vào thức hải phong cách chiến đấu lại biến đổi trong lúc giơ tay nhất chân mờ mờ ảo ảo nhiều hơn một đạo tiên khí mà loại thái độ kia giống như trên cao nhìn xuống đâm ra một kích liền muốn giết người tại chỗ hứng hờ giống như giết chết một con kiến. Chúng thấy ngươi liền khó chịu. Đối mặt một kích từ trên trời giáng xuống, phương hành càng điên, hoành đao quét qua, thân hình sông mạnh, miệng hét lớn. Phá trận thức, đao thân hợp nhất, thế như vạn quân, chiến ý tăng vọt, một người phóng đi, lại giống như mang theo thiên quân vạn mã, thình lình là cảnh giới thứ nhất trong phá trận kinh. Phá trận kinh không có chiều thức, lại có cảnh giới, đây chính là cảnh giới thứ nhất, tên phá trận thức năm đó thái thượng tiên phá trận tử chính là tướng quân xuất thân xa trường thước thứ nhất của võ pháp là từ xuất quân sông pha trận bạc lĩnh ngộ ra được triệu hoán sát khí trên viễn cổ chiến trường gia chỉ bản thân dũng mạnh công kích khí thế vô tận một kích của lữ phụng tiên đâm tới chỉ thấy phương hành không tránh không né mà vọt thẳng tới tuy chỉ một người nhưng sau lưng như huyện hóa ra thiên quân vạn mã lấy kiến thức của hắn cũng không khỏi giật mình bất quá rất nhanh liền thanh tỉnh lại một kích nhẹ nhàng điểm xuống như chuồn chuồn nước nước, trong miệng quát chói tai. Kinh văn của tứ sư huynh ngươi cũng học được, thật bản lãnh, đáng tiếc hỏa hầu quá yếu, có thể làm khó dễ được ta sao? Bành, một kích điểm ra, lại rượu đến đỉnh phong, thình lình điểm vào điểm yếu của phương hành. Oanh, huyễn ảnh thiên quân vạn mã sau lưng phương hành tiêu tán, cả người nhanh chóng bay về phía sau. Ha 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 ha, ta là chân tiên, du hồ lạc đồng bằng, nhưng đâu phải tiểu nhi vô trì như người có thể Lữ Phụng Tiên cất tiếng cười to thanh thế như điên Bất quá rất nhanh hắn liền không cười được Bởi vì phương hành lui về sau hơn 10 trượng Hai chân đạp mạnh hư không Vậy mà lao đến lần nữa Lần này phía sau hiển hóa là núi cao nguyên Nga Lực lượng hùng hồn Như thái sơn ép đỉnh Đại như có tiên nhân tay cầm cự sơn Từ thiên ngoại bay tới Chấn áp hết thải địch nhân Hơn nữa thanh thế to lớn Phương hành vung đao chảm thẳng Miệng hét lớn phá sơn thức. Oanh, một đao kia chưa rơi xuống, hư ảnh đại sơn sau lưng của hắn đã vỡ nát ra, lứa phụng tiên trông lấy huyện ảnh, nhất thời đau đầu muốn nứt, hình như đầu của mình cũng theo ngọn núi lớn kia vỡ nát. Ngay cả một thức này cũng học được, người có chút bản lĩnh. Hắn chịu đựng đau đầu, trong tiếng quát trói tai, đại kích quét ngang. Làm người từng ở thời đại của phá trận tử sinh hoạt qua, hắn biết rõ một thức này lợi hại lúc ấy hắn chỉ là đệ tử mới vào thái thượng đạo biết trong môn có một quái thai xuất thân xa trường không tu thuật pháp chỉ tu võ pháp mà phương thức tu luyện võ pháp ngoại trừ cùng người chém giết chính là dùng núi làm cọc ma luyện võ đạo trăm năm trôi qua cũng không biết đánh nát bao nhiêu đại sơn san bằng bao nhiêu dãy núi thẳng đến luyện thành võ đạo cũng dùng nhập loại huyễn ảnh đại sơn vỡ nát kia đơn giản là không thể tưởng tượng ầm uhm, ầm uhm. đại kích và hung đao của phương hành va chạm ngay cả hắn cũng không thể không lảo đảo lui lại nghiến răng nghiến lợi hắn thình lình phát hiện chỉ bằng lực lượng mình đã hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu bối này trong lòng vừa thất lạc vừa hỗ thẹn khó nói lên lời hiện tại không giống như vừa nãy chân linh của hắn đột nhiên phủ xuống y vào xuất kỳ bất ý uy hiếp phương hành liền có thể thừa cơ chạm hắn nhưng bây giờ mất tiên nguyên đã không có loại cảnh giới uy áp đó mà dựa vào nhục thân ngạnh chiến chính là căn cứ vào chân linh khống chế nhục thân của lữ phụng tiên Hiện tại ý chí của Lữ Phụng Tiên đang từ từ thức tỉnh, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm tức chiếm cư xào, đang liều mạng giãy giụa, càng làm cho hắn không cách nào như ý khống chế thân thể này, thân thể này vốn có được thần lực trời sinh, hắn cũng không phát huy ra được. Ai u, lại đỡ được. Thức thứ ba, chảm tiên thức. Phương hành kêu to, vung vẩy hung đao, theo đuổi không bỏ. Lữ Phụng Tiên, hoặc nói là Lữ Tiêu Giao nghe vậy, nhất thời kêu to. Nói hưu nói vượn, không phải là một thức này. Phương Hành cũng mặc kệ, trực tiếp chém tới, kêu lên. Tá biên không được sao. Vừa nói vừa vung long văn hung đao chém tới, sát khí cuồn cuộn, xen lẫn tung hoành. Trên thực tế hắn chỉ tìm hiểu hai thức, bất quá lữ tiêu dao đã hiện lên dấu hiệu thất bại rõ ràng, dù chém loạn cũng có thể thu hắn. Tiêu quỷ này thật hung. Trong lòng lữ tiêu dao thầm hận, trong lúc cấp thiết càng không dám đón đỡ, thân hình du tẩu tiêu sái đến cực điểm trốn tránh ở trên không trung lại nói tên đến cùng là tiên rõ ràng là chật vật chạy trốn nhưng hết lần này tới lần khác tư thế thong dong cực kỳ xinh đẹp cùng phương hành đối chiến mấy chiêu hắn cũng coi như nghĩ minh bạch dưới tình huống không thể hoàn toàn dung hợp thân thể của lữ phụng tiên còn bắt không được tiểu ma đầu kia bây giờ mình khống chế thân thể này còn chưa tùy tâm sử dụng lấy cái gì liều mạng với tiểu ma đầu trong lúc nhất thời cấp đến mồ hôi lạnh chảy xuống có chút tức hổn hển phải đi nếu không thì nguy rồi thần là tiên nhân lại bị một tiểu bối đánh chật vật chạy trốn thật sự quá mất mặt nhưng bây giờ đã không lo được quá nhiều ầm ầm hai tay lắc một cái phía sau đỉnh đầu hiện lên mười phù văn huyền ảo lơ lửng giữa không trung tiên âm phiêu phiêu cùng lúc đó hắn quát như sấm nhìn chung quanh hét lớn các tu sĩ nghe đây ta có tiên nhân đạo tạng mười ba đạo thuật pháp hôm nay ở đây lập xuống tiên chỉ dùng thiên ý phát thể ngôn thề, ai có thể thay ta trả ma đầu này, thường một đạo tiên kinh, ba quyển tiên pháp, có thể thay ta nhìn chăm chăm ma đầu, lúc ta trở về báo cho tâm tích của hắn, thường một cuốn. Tiên pháp, ngoài ra chúng ta cũng đừng quên, trả ma đầu này còn có ba tấm bạch ngọc lệnh mà bạch ngọc kinh ưng thuận. Nếu như các ngươi muốn lấy tiên cơ, sao không vấn khởi hàng ma, tiên cơ phiêu miểu, chỉ tranh một đường, cơ hội như thế, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, này nhục thân ta không yên, chỉ có thể rút đi các người ai thay ta chém ma đầu này cứ gọi tên ta tất có thể lòng sinh cảm ứng mang theo tiên kinh đạo tạo đến tặng nhớ lấy nhớ lấy trong tiếng hét vang thân hình phiêu diêu như tiên đột ngột rút đi áo trắng ẩn hiện trên không trung qua trong giây lát đã không thấy phương hành sách theo đại đao đuổi nửa ngày vậy mà ngay cả cái bóng cũng không thấy cơ hồ tức đến nổ tung thái thượng tiêu giao kinh kia do chính chủ sử dụng tốc độ quả thực nhanh đến khó mà nắm lấy sau khi toàn lực thi triển ngay cả Nguyên Anh cũng đuổi không kịp hắn. Mà trước khi tiêu giao tin kia đi hét lớn, lại như xuân lôi cuồn cuộn, quanh quẩn ở trong sân, phủ xuống đỉnh đầu của các tu sĩ, nghe được câu nói này, có rất nhiều tu sĩ ánh mắt cổ quái nhìn về phía phương hành. Không nói người này hứa hẹn tiên kinh đạo tạng, chỉ là ba tấm bạch ngọc lệnh kia, cũng đã khiến người động tâm, mà lữ tiêu giao kia trước khi trốn hiện ra phù văn, cũng là một loại tiên kinh nào đó hiển hóa, không làm giả được, giá trị liên thành nhạc. Đương nhiên, động tâm quy động tâm nhưng khi ánh mắt phương hành ngang ngược nhìn qua bọn họ tất cả mọi người lập tức quay đầu có người còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra huýt sáo bởi vì phương hành biểu hiện quá hung ác điên cuồng ai dám chọc hắn đương nhiên cũng chính bởi vì trong sân không người dám trêu chọc phương hành nhưng đợi cho thông tin truyền ra chắc hẳn cũng sẽ có không ít người đến phát đại tài cử động lần này của lữ tiêu giao chính là muốn để phương hành chống cự không xuể mệt mỏi chờ hắn triệt để luyện hóa chân linh của lữ phụng tiên chiếm nhục thân làm của riêng, liền có thể trực tiếp xuất thế chảm hắn, cũng coi là mưu kế nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá, mặc dù Lữ Tiêu Giao không ở hiện trường dẫn phát náo động, cũng đã chọc giận Phương Hành. Con mẹ nó, đến lúc này còn muốn dẫn dụ các tu sĩ tới đối phó ta, coi tiểu gia ta không dám ôm phí ngọc lệnh sao, trong lòng khó chịu, trực tiếp tức hồn hển kêu to. Đám khốn kiếp các ngươi nghe cho ta, không phải là muốn bành ngọc lệnh sao, hôm nay thông thiên giáo chủ ta phát ra phù chiếu phàm là ai có thể thay ta truy tung được hỗn đản nữ gia kia ta thưởng hắn một tấm bạch ngọc lệnh ai có thể lấy đầu tên khốn kiếp kia tới tiểu gia thưởng hắn mười tấm bạch ngọc lệnh các ngươi có nghe rõ ràng không nói xong vung tay lên mười mấy tấm bạch ngọc lệnh bay múa ở trên không trung dưới ánh mặt trời ánh sáng lóa mắt tất cả mọi người ngây ngần nhìn mười mấy tấm bạch ngọc lệnh thậm chí nhất thời quên thở ta sát đó là bạch ngọc lệnh sao tất cả đều là bạch ngọc lệnh sao lúc nào đây bạch ngọc lệnh biến thành dao cải trắng không đáng tiền rồi hả nhất thời hư không vắng vẻ thật lâu không người ứng thanh sau một hồi lâu mới nghe có một người ở bên ngoài ma uyên run giọng kêu lớn các tu sĩ quay đầu nhìn chỉ thấy bên ngoài ma uyên vẻ mặt chàm tà lâu chủ phẫn nộ ngón tay chỉ lấy phương hành run rẩy người nguyên lai là ngươi trộm bạch ngọc kinh vạn bảo cố lấy mấy trăm phủ thạch hai mươi bảy tấm bạch ngọc lệnh là ngươi kỳ thật cũng chẳng trách chàm tà lâu chủ nổi giận thời điểm lữ tiêu dao bỏ chạy lại dùng thù lao phong phú dẫn dụ các tu sĩ đối địch với phương hành bên ngoài ma uyên thánh nhân đã trở về bàn bạch ngọc hắn cũng nghe điều tiếng quát của lữ tiêu dao có chút bất đắc dĩ lại khinh bỉ lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía trạm tà lâu chủ ở dưới bạch ngọc đài thấp giọng nói Nguyên hồng phù chiếu kia là chuyện gì xảy ra bạch ngọc kinh thật từng phát phù chiếu truy sát tiểu hài từ này sao còn dùng ba tấm bạch ngọc lệnh làm thủ lao. Bên cạnh bàn bạch ngọc, có trung niên áo đen vội vã đứng ra, bay đến giữa không trung, rõ ràng là trảm tà lâu chủ, một trong bạch ngọc kinh 12 lầu, cung kính nói. Thánh nhân ở trên, đạo phủ chiếu kia đúng là trảm tà lâu phát ra, căn cứ vào hướng đi của phong thiện đình, mới có thể dùng bạch ngọc lệnh làm thù lao, tuy việc này có lữ ra ở sau lưng tác động, nhưng trên thực tế vãn bối cũng biết đúng mực, đã từng bẩm báo qua cô ly thánh nhân lão nhân gia cũng đáp ứng không phải chảm tà lâu tư dụng bạch ngọc lệnh thánh nhân nghe vậy khẽ gật đầu một cái sau đó cười ha ha mở miệng nói thì ra là thế lão phu cũng từng nghe nói sự tình ở phong thiện sơn phần lớn là do tư oán dẫn phát kẻ này vì nam chiêm bộ châu lại căn cứ sư tôn chịu nhục mà giận xem như tình có thể qua đứng ở góc độ của nam chiêm bộ châu mà nói cũng chưa chắc không phải cử động xả thân gánh đạo nghĩa mặc dù làm có chút nóng nảy, nhưng giáo huấn vài câu là được, chưa tới cấp độ phát ra chảm ma phù chiếu làm cho cả tu hành giới truy sát. Còn phong thiện đỉnh kia, nếu thất lạc, tự nhiên phải tìm về, bây giờ đã hiện thân, lại do nó tự theo nhân quả, không cần đoạt lại. Vâng, đạo phù chiếu kia, lập tức triệt hạ. Chảm tà lâu chủ thấy thánh nhân nói rõ ràng như vậy rồi, nơi nào còn dám lắm lời, vội cúi đầu nói. Thánh nhân lại nhìn về phía các tu sĩ dưới bạch ngọc đài, nói khẽ các người cũng nên nhớ kỹ, bất luận đứa bé kia đến tột cùng là người như thế nào, cũng nên bỏ đi tư tâm, dù sao cũng là người cùng các người giảng kinh thụ nghiệp, ta ở thần châu có đại ân trạch, sau khi các người nghe kinh, lại nổi lên tư tâm, liền có chút không ổn. Cần tuân thánh nhân dạy bảo. Phía dưới, một đám người cúi đầu nói, trong lòng không dám còn có suy nghĩ khác, đối với phần lớn người trong bọn hắn mà nói, đừng nói Bạch Ngọc Kinh đã triệt hồi đạo phù chiếu kia, bọn họ không có động lực xuất thủ, dù còn có, nghe thánh nhân công khai mở miệng, giống như đang cố ý thay tiểu ma đầu kia tẩy đi một ít nhân quả bất thiện, như vậy mà cho bọn hán to gan, còn muốn ba tấm bạch ngọc lệnh kia và lời hứa của nữ phụng tiên, cũng không có lá gan đi làm rồi. Chàm Tà lâu chủ cười ha ha nói: "Thánh nhân yên tâm, từ nay về sau, kẻ này chính là khách quý của Bạch Ngọc kinh ta." Bất quá vào lúc này, lại thấy Phương Hành lấy ra một nắm lớn bạch ngọc lệnh đung đưa, nhìn các tu sĩ hét lớn: bạch ngọc lệnh có nhiều lắm chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm họ nữ kia liền thưởng các ngươi một tấm có thể làm thịt hắn ta cho các ngươi mười tấm nghe cho kỹ đạo phù chiếu thứ nhất của thống thiên đạo chủ thiên chân vạn xác đi qua đừng bỏ qua chàm tạ lâu chủ đang cười ha ha bỗng nhiên nói không ra lời gương mặt kinh sợ và biệt khuất ngay cả thánh nhân cũng ngây dại nửa ngày sau mới nhẹ nhàng xoa chán của mình thờ dài không nói mà chàm tạ lâu chủ thì nửa ngày sau mới chưa phương hành ngón tay run rẩy. Nguyên lai like là ngươi trộm bạch ngọc lệnh. Cơ hồ nhẫn nhịn thật lâu, thanh âm tức giận của hắn mới đột nhiên tăng vọt. Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn, thưởng bốn tấm bạch ngọc lệnh. Ngoá, kích động liền quên khổ chủ còn đang nhìn. Phương hành cũng giật nảy mình, sám xịt thu bạch ngọc lệnh, quay đầu nhìn chung quanh một chút, chừng mắt nhìn đám tu sĩ đờ đẫn kia, hung uy không tưởng nổi, uy hiếp nói, đám khốn kiếp các người nhìn cái gì, muốn chết thì lên thử một chút. Vừa nói, vừa ám chỉ đám người thần tú tranh thủ thời gian chạy, đồng thời còn không quên quay đầu nói một câu. Đừng quên nha, thống thiên đạo chủ ta phát đạo phù chiếu thứ nhất, ai có thể thay ta làm thịt họ lửa kia, 10 tấm bạch ngọc lệnh, cung cấp thông tin cũng cho một tấm. Mặc dù hắn cuồng, nhưng còn không cuồng đến trình độ nghênh ngang ở trước mặt mọi người, lại nói chảm ta lâu chủ là tu vi bực nào, vạn nhất ném mặt mũi, Liêu lĩnh xông tới truy sát mình liền phiền toái vì vậy xám xịt bỏ chạy bất quá cũng may dù sao hắn cũng vừa mới đánh lữ phụng tiên hung uy quá thịnh các tu sĩ không người có dũng khí ngăn cản hắn thánh nhân trên bạch ngọc đài cũng bất đắc dĩ hắn càng xem phương hành càng cảm giác kẻ này thú vị lúc này mới phá lệ chuẩn bị thay hắn rửa đi một ít nhân quả nhưng ai biết tiểu hỗn đàn kia có thể làm được chuyện như vậy ngay cả hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng giống như ngươi vừa mới thay một người biện dài nói hắn mặc dù nghịch ngợm chút, nhưng vẫn là hảo hài tử, kết quả đứa nhỏ này liền chọc tổ ong vò vẽ. Nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại cảm thấy càng kinh ngạc, càng cảm thấy hứng thú hơn. Địa phương khác của Bạch Ngọc Kinh không nói, nhưng vạn bảo lâu không phải địa phương muốn vào là có thể vào, trong lâu càng có một quái vật tồn tại, bằng tiểu tử này ngay cả Nguyên Anh cũng không phải, là làm sao lặng yên không một tiếng động trộm ra nhiều bảo bối như vậy. Mặc dù chàm tà lâu chủ tức hồn hền tự mình hô lên bắt người, nhưng phương hành vẫn thuận lợi mang theo thần tú con lừa sở từ đào thoát thậm chí không thể nói đào tàu mà là ở dưới vạn chúng chú mục nghênh ngang lời đi trận chiến này ở trong mắt người bình thường hắn đã đánh bại lữ phụng tiên dũng mãn vô địch hốt hoảng bỏ chạy hơn nữa trong mắt đám người lý trường uyên còn áp chế một tồn tại thần bí xâm nhập thức hải của lữ phụng tiên phần hung uy này như mặt trời ban trưa ai dám chọc hắn không thể không thừa nhận chính là trận chiến này xem như đánh ra uy danh của thống thiên đạo chủ rồi Đương nhiên, Phương Hành thấy vẫn còn chưa đủ, vừa nghĩ tới bị tên hỗn đản kia chạy trốn, trong lòng của hắn liền khó chịu. Tên hỗn đản kia ký sinh ở trong thức hải của Lữ Phụng Tiên, bằng phẩm chất chân linh của hắn, chắc hẳn luyện hóa ý thức của Lữ Phụng Tiên cũng không khó, đại khái nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, là hắn có thể triệt để khống chế thân thể, đến lúc đó ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ta, nếu chính diện. Đối kháng, ta cũng không sợ, nhưng nếu hắn ỉ vào tiêu dao thân pháp, chơi trốn tìm với tiểu gia vậy thì có chút khó khăn trong quá trình đi vào ma uyên phương hành cũng khổ não suy nghĩ ma uyên thiên địa vỡ nát quy tắc hỗn loạn địa vực lại rộng lớn có rất nhiều quỷ u bí địa lữ tiêu giao tránh thân trong đó thật đúng là rất khó tìm được hố hổ coi như tìm được nếu hắn một lòng muốn chạy trốn mình cũng không bắt được tốc độ quá nhanh một địa phương khác tương đối kỳ quái ngay ở đây vào ma uyên vốn chính là muốn tìm kim ô và người đại tết sơn Lúc ấy ở lối vào Ma Uyên cùng Lữ Phụng Tiên ác chiến, Phương Hành vốn cho rằng có thể mượn thanh thế hấp dẫn bọn Hán tới, lại không nghĩ tới, ác chiến thật lâu, bọn họ cũng không lộ diện, mà bây giờ thâm nhập Ma Uyên, ý đồ tìm bọn Hán, nhưng mượn chưa Phật quan tưởng kinh, trà khắp tất cả lối vào Ma Uyên, lại cũng không có tung tích của bọn Hán, làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc, ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ có thể đi đâu được chứ? Cảm giác không thích hợp, trước chưa binh vài đường đi thống thiên đạo chủ lấy ra phái đoàn, phân phối nhiệm vụ. Cô dâu nhỏ và đại đồ đệ cầm quan tưởng kinh, đi tìm đám người kim lục tử, xem có thể tìm được hay không. Thần tú tìm chút ngọc thạch, khắc họa phù chiếu, phân phát ra ngoài, lấy bạch ngọc lệnh làm thủ lao. Ai phát hiện tung tích của gia hòa kia, có thể đến tìm ta đổi khen thường, còn ta, hắc hắc. Phương hành cười lạnh, vung tay lên. Ta phải tìm một chỗ luyện pháp bảo, chuyên môn khắc chế thân pháp của tên khốn kiếp kia. Đối với đề nghị của Phương Hành, đám người thần tú sở tư tự nhiên không có dị nghị, nhưng nghe nói hắn muốn luyện bảo, lại cực kỳ kinh ngạc. Người hiểu luyện khí Mấy ánh mắt này nhìn về phía hắn đều lộ vẻ không đáng tin cậy, ngay cả con lừa cũng trợn trắng mắt, Phương Hành giống như bị nhục quát. Các ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Trước kia tiểu gia ở Thanh Vân Tông là đệ tử đoán chân cốc, chuyên môn luyện chế pháp bảo, còn là lại đệ tử của đoán chân cốc, nhưng bình thường khinh thường khoe khoang trình độ mặt thôi, đám người thần tú nghe, đều một bộ bán tín bán nghi. Luyện khí không phải công việc tùy tiện, khắc họa phù văn, rèn luyện tiên kim, tôi đức đúc thai, cái nào không cần bản lĩnh thâm hậu, không nói phương hành viết hay không, chỉ là dụng cụ chế khí hắn cũng không có một kiện a. À, bất quá phương hành lại lời giải thích, vất tay đổi bọn hắn đi, mình thì ngồi ở trong sơn độc. Hắn ngược lại không còn nói láo, sắp thực sự định luyện khí, luyện chế một pháp khí có thể đối phó thân pháp của nữ tiêu giao trong thái thượng phá trận kinh ẩn chứa rất nhiều pháp môn của chiến tu trong đó có biện pháp làm sao đối phó người có cực tốc mà phương hành chính là chuẩn bị mượn nhiều phương pháp này luyện thành một pháp bảo có nó tương lai nữ tiêu giao không xuất hiện thì thôi chỉ cần dám xuất hiện ở trước mặt mình nhất định để hắn chạy không được trước suy nghĩ một chút sau đó bắt đầu phân loại vật liệu mà trong khoảng thời gian này mình vơ vét được tìm kiếm tài liệu luyện khí thích hợp thật là có không ít dùng được, thân là đạo chủ chặn đường cướp của, chỗ tốt ngay ở trên người luôn luôn có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, không biết khi nào thì có thể phát ra. Công dụng, tỉ như lần luyện khí này, phương hành tuyển ra là những hài cốt ban đầu ở vạn bảo lâu lấy ra, lúc ấy là vì cầm xương đầu chân tiên, tiện tay nhạt những vật này, hiện tại nhìn một cái, thật đúng là có đất dụng võ. Ừm. xương quay xanh của lạc thần trùng này, đường cong vừa vặn, cực kỳ cứng rắn, vừa lúc dùng được. À, thi hài của thiềm điện tộc nghe danh tự liền biết có tốc độ cực nhanh, gân mạch tất nhiên cực kỳ rào dài, lực bộc phát rất mạnh. Mặc dù bây giờ mất đi linh tính, nhưng rút ra gân mạch kết thành dây thừng, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hoàng thiên thần kim là không cần dùng, bất quá còn có một tấm da hư không thú, chưa có thể dùng một chút. Phương hành luyện khí lại khác biệt người khác, không đốt hỏa lô, không khắc phủ văn, ngay tại trụ lấy tài liệu, vật tận kỳ dụng. Chỉ một ngày, thời điểm tám người thần tú về động phủ gặp gỡ, pháp bảo kia cũng đã luyện xong, hắn mừng khớp khởi khiêng lên, trái nhìn phải nhìn, cực kỳ hài lòng, nhưng thần tú, sở từ vào con lửa thì. Ngây người, nửa ngày mới cười khổ lắc đầu. Đây chính là pháp bảo thứ nhất ngươi luyện A. À? Không sai. Phương hành huy vũ hai lần, lòng tin tràn đầy. Tên khốn kiếp kia không đến thì thôi, chỉ cần đến, nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Tác phẩm luyện khí đầu tiên của Vương Đại Gia lại làm đám người sở từ choáng váng. Đây là thứ đồ gì à? Dùng một xương quay xanh cứng rắn, phía dưới gắn một trường côn màu hắc kim, hơn nữa hai đầu xương quay xanh của dây thừng do gân mạch của yêu thú không biết tên bệnh thành, hơn nữa ở giữa dây thừng còn có một tấm da thú chế thành túi, bên ngoài cũng không tệ, dù sao vô luận là xương quay xanh hay trường côn, da thú. Đều là loại phẩm chất bất phàm, thô kệch mà thực dụng, cực kỳ phù hợp phong cách của phương hành nhưng nhìn toàn thể lại khiến người ta dở khóc dở cười đây là pháp bảo pháp em gái người căn bản chính là một cái ná cao su à đồ chơi bắn chim của hải tử nông thôn mà thôi bất quá thể tích lớn hơn rất nhiều đám người thần tú thấy món pháp bảo này đơn giản là hết chỗ nói rồi nhưng phương hành rất hài lòng tác phẩm của mình từ đáy lòng thở dài thật sự là xảo đoạt thiên công lấy cái tên gì mới tốt đây suy nghĩ rất lâu lại lầm bầm Luyện pháp bảo này chính là vì đánh thần tiên, danh tự liền gọi Đả Thần cung đi. Sư huynh, Tiểu Hòa thượng thần tú lắp bắp. Đả Thần cung của ngươi có thể có hiệu quả sao? Phương Hành đối với Tiểu Hòa thượng nghi vấn, chỉ ha ha cười một tiếng, cầm ná cao su đi ra ngoài động, nhìn xung quanh, liền chỉ ngọn núi cách đó không xa nói. Nhìn thấy đỉnh núi kia không? Có tin ta bắn một phát liền đánh lật nó không? Thần tú vội vàng lắc đầu ngay cả sở tư và con lừa cũng lộ ra thần sắc không tin, nhân lực có hạn, phương hành một cước đạp lăn ngọn núi này bọn họ tin tưởng, nhưng nếu dùng ná cao su, quá khoa trương rồi. Phương hành căn bản lười giải thích, từ trong bao bố lấy một hòn đá lớn chừng quả đấm, bỏ vào da thú, kéo ná cao su, ngắm lấy ngọn núi kia bán tới, như lưu tinh ném bay, ở dưới lực đàn hồi của gân thiểm điện tộc, hòn đá ẩn chứa lực lượng đáng sợ, còn nhanh hơn cung tiễn, dư một tiếng đánh vào trên ngọn núi. Sau đó dị biến nảy sinh trên hòn đá kia thình lình ẩn chứa lực đạo đáng sợ khó nói lên lời âm âm đánh nổ tung ngọn núi ánh lửa chói mắt nhuộm đỏ hư không sông nát mây đen trên cửu thiên lực phá hoại cường đại làm cho ngọn núi kia cắt ra ở giữa đất đá âm ầm bay xuống một ná bắn nát một ngọn núi ánh mắt đám người thần tú trợn to này sao lại là ná cao su một kích kia đã tiếp cận lực lượng của nguyên anh đỉnh phong rồi dựa vào lực lượng của ná cao su căn bản không có khả năng ánh mắt bọn họ lập tức nhìn túi vải của phương hành vấn đề nhất định xuất hiện ở trên tảng đá mà khi nhìn rõ bộ dáng của tảng đá bọn họ thấp giọng thở dài cuối cùng biết vấn đề ở chỗ nào phù thạch hòn đá phương hành dùng làm viên đạn kia chính là phù thạch từ trong cơ thể hồng hoang di trùng móc ra phải biết đây chính là trí bảo gần như vô giá mỗi một hồng hoang di trùng thành niên đều có thực lực không thua nguyên anh bình thường hơn nữa loại phù thạch này còn không phải trong cơ thể mỗi một di trùng đều có trong mười con có thể tìm ra ba viên phủ thạch cũng không tệ, sở dĩ xưng là phủ thạch, bởi vì đây là thần thông trời sinh của dị thú hiển hóa, lấy được phủ thạch, chỉ cần giáp pháp lực vào, liền có thể tái hiện thần thông của di trùng khi còn sống, vô luận là dùng để luyện khí, hay cảng mộ phù văn, đều cực kỳ. Chân quý, nhưng hôm nay phương hành dùng nó là viên đạn, rót lực vào trong phủ thạch, uy lực không phải mạnh đến đáng sợ, mỗi một kích, đều gấp 10 lần uy lực của một kim đan đỉnh phong tự bão, đương nhiên, loại lãng phí này cũng cực kỳ đáng sợ để những lão tu sĩ đã qua thời gian khổ cực nhìn thấy sẽ hận không thể một tay trục chết phương hành cũng may phương hành không sợ lãng phí lúc trước chui vào vạn bảo lâu là lấy sạch một xương phủ thạch trọn vẹn mấy trăm viên đủ hắn dùng rất lâu huống chi trong ma uyên còn có rất nhiều hồng hoang di trùng dùng hết còn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu nha có thần khí này còn không đủ tung hoành ngang dọc ma uyên sao phương hành đắc ý cười to có thể nói hùng tâm vạn trượng sở từ và thần tú hai mặt nhìn nhau mặc dù tay nghề không ra sao, nhưng từ uy lực đến nói, xác thực được cho thần khí. Thử qua uy lực của ná cao su, phương hành cũng coi như yên tâm, trong lòng không chỉ không lo lắng nữ tiêu giao xuất hiện, ngược lại ẩn ẩn chờ mong tên hỗn đản kia ló đầu, để cho đả thần cung của mình danh chấn thiên hạ, tiểu hòa thượng thần tú nói. Ta phát ra ngoài mấy đạo phù chiếu, cực kỳ đơn giản, truyền tin tức ra ngoài, người động tâm thật không ít, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người thông qua phù chiếu liên hệ chúng ta bất quá ta cũng cảm thấy có người đang theo dõi ta, nhưng bị ta bỏ rơi. Theo dõi người? Chẳng lẽ thật có người muốn thay họ lưỡi kia bán mạng, phương hành chẳng thèm ngó tới, nói. Vậy dẫn qua giáo huấn một chút, tiểu hòa thượng thần tú lại lắc đầu nói. Hẳn không phải, thần pháp của đối phương rất cao minh, ta cũng chỉ cảm ứng mà thôi. Nghe hắn nói, phương hành lại lưu tâm, có thể làm cho tiểu hòa thượng thần tú chỉ cảm ứng, bắt không được, trong kim đang cảnh sợ là không có mấy cái. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, rất khó suy đoán đến tột cùng là ai, hoặc là nhân mã của thế lực nào, cử gia của mình nhiều lắm, bảo bối trên người cũng nhiều, người và thế lực ngấp nghé mình cũng quá nhiều, ai có thể đoán được. Sở Từ thì nhíu mày nói: "Ta dùng chư Phật Quan Tưởng Kinh tra khắp chư vực, nhưng vẫn không tìm được thân ảnh của đám người lệ sư tỷ, sau đó lại cài trang ăn mặc, tìm những người sớm tiến vào Ma Uyên hỏi thăm." chỉ nghe nói có người từng thấy một con quạ đen và mấy người vọt vào một sơn cốc về sau không có đi ra mà sơn cốc kia nghe người ta nói cũng tả môn bên trong mê vụ lượn lờ lúc sương mù ngẫu nhiên tiêu tán có người từng nhìn thấy bên trong có cổ tháp lúc ấy bọn họ hẳn là thấy được sau đó xông vào nhưng cũng có người nói mặc dù có đôi khi có thể trông thấy cổ tháp kia nhưng có vài người to gan đã từng đi vào lại hoàn toàn không phát hiện ta thăm dò ba ngàn dặm bên ngoài sơn cốc kia nhưng không có phát hiện gì chỉ có thể trở về nói với ngươi một tiếng một cổ tháp phương hành nhíu mày hơi nghi hát ô nhìn về phía thần tú thần tú lắc đầu nói ma uyên chính là một địa phương không trọn vẹn môn đạo quỷ dị trong này sợ là thánh nhân cũng nói không rõ ràng lại càng không cần phải nói ta ta chỉ biết trong ma uyên chưa từng nghe nói có vật môn truyền thừa hơi tả môn phương hành đứng lên chắp hai tay sau lưng suy nghĩ nói không được huynh đệ có phiền phức ta không thể ngồi ở chỗ này không động sự tình truy sát lữ tiểu giao trước thảm một chút đi xem sơn cốc kia lại nói dù sao họ lữ kia chỉ là một đạo chân linh vào thức hải nếu muốn triệt để nắm giữ thân thể này căn bản không phải 12 hai ngày có thể làm được trong hai ngày này hắn cũng không có thời gian tới tìm chúng ta đề nghị này đám người thần tú đều đồng ý giết địch và tìm bằng hữu cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên đều phân rõ ràng đoàn người xuất phát thần tú kéo con lừa sở từ thì ngồi ở trên lưng lừa phương hành cầm đả thần cung đi ở trước nhất dò đường ma uyên tri địa sâm ngũ quỷ dị rất bất đồng nơi khác cơ hồ có thể coi là một thế giới khác ở bên ngoài bốn châu nơi đây thiên tàn địa khuyết pháp tắc vỡ nát có linh khí chỉ là linh khí căn cứ lấy các loại pháp tắc vỡ nát hóa thành linh khí cuồng phong hoặc vòng xoáy quỷ dị hoặc không cảm giác được hoặc cực kỳ mãnh liệt khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không có cách tu luyện ở trong ma uyên chỉ có hồng hoang di chủng trời sinh sinh tồn ở trong ma uyên mới có thể quen loại tồn tại quỷ dị này mà thôi, mà chỗ của đám người phương hành bây giờ là ở bên ngoài ma uyên, loại pháp tắc vỡ nát kia còn không lộ rõ, nhưng ẩn ẩn đã có một chút dấu hiệu. Lúc này ngự mây rời đi là rất nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó không điều khiển pháp lực được, từ không trung ngã xuống, hơn nữa sinh trưởng các loại thảm thực vật, ở bên ngoài rất khó nhìn thấy, hoặc có kịch độc, hoặc ăn thịt người, khó mà tiếp cận. Mà vào lúc này, đang có số lớn nhân mã từ bên ngoài tiến vào ma uyên thành quân kết đội đánh tới hạch tâm sớm đi đến tiền tuyến cùng quân hùng ma châu tranh đoạt lĩnh vực khiến cho ma uyên thường ngày không thấy nửa cái bóng người lộ ra dấu hiệu rộn ràng trong đó có không ít nhận ra phương hành từng cái sắc mặt cổ quái xa xa lách mình tránh ra không ai dám trêu chọc sát tinh này phương hành nhìn chung quanh mặt đầy tiếu dung hiển nhiên rất hưởng thụ niềm vui thú kia khuyết điểm duy nhất là không có ai để cho hắn luyện tay thử xem uy lực của đả thần cung xem ra nhân sinh hung hãn cũng có chút tiếc người a à. vừa đi hắn vừa thở dài một bộ cao thủ tịch mịch làm sở từ nhìn buồn cười bọn họ đi đường tốc độ cực nhanh nửa ngày sau cuối cùng cũng chạy tới trước sơn cốc xa xa nhìn lại sương mù lượn lờ một bộ núi hoang ác thủy ở giữa dãy núi có một sơn cốc to lớn trong cốc tràn ngập mê vụ nhìn không rõ ràng ngay cả thần thức dò vào trong đó cũng bị một loại pháp tắc nào đó ngăn cách không cách nào quan sát hơn nữa bên ngoài cốc còn súng lại không ít tu sĩ ma uyên hung hiểm nhưng bản thân cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên sơn cốc này chính là một chỗ khá nổi danh cốc này luôn bị mê hụ che lấp lúc ngẫu nhiên lộ ra chân dung có người từng trông thấy bên trong có một cổ tháp phật ẩn thâm hậu linh quang bắn ra bốn phía nhưng cần người hữu duyên mới có thể vào bên trong từng có đạo chủ tiến vào ma uyên chuyên dò xét cốc này bất quá dựa vào tu vi tìm khắp cả sơn cốc lại hoàn toàn không có hiện nhưng hắn chưa từng phủ nhận trong cốc tồn tại cổ tháp, chỉ nói cốc này kỳ quặc, hắn cũng nhìn không thấu, mà trong tin tức sở từ tìm hiểu, Kim Lục Tử và đệ tử Đại Tuyết Sơn từng tiến vào cốc, nhưng chưa từng đi ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi vào nhìn một chút. Phương Hành rũi đầu đánh giá nửa ngày, cõng đả thần cung trên vai, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói. Ta đi vào với ngươi, nghe nói bên trong có chút nguy hiểm. Sở từ hoàng hồn, từ trên lưng lừa nhảy xuống, chỗ tốt của nàng ngay ở tính tình ôn nhu ở trước mặt phương hành luôn không quấy nhiễu quyết định của hắn bất quá biết sơn cốc này có chức kỳ quặc lại theo bản năng muốn cùng mạo hiểm bằng bản sự của tiểu gia hiện tại sợ nguy hiểm gì chứ phương hành kiêu ngạo nói một bộ không nhìn sơn cốc ở trong mắt lại từ trên lưng lừa cầm mấy viên phủ thạch nhét vào trong túi dương dương đắc ý nói lại nói có đạt thần cung ở đây gặp ai ta cũng bán hắn một pháp sau khi thương lượng liền để tiểu hòa thượng thần tú ở bên cạnh cốc bảo vệ sở từ và con lừa phương hành thì cũng đả thần cung đi vào sơn cốc cử động kia đưa tới không ít người vây xem sơn cốc này là địa phương quỷ dị nổi danh ma uyên cổ tháp kia cũng không biết là phúc địa hay tai họa nhiều tu sĩ tụ tập đến như vậy có hơn phân nửa là muốn nhìn có tiên duyên hay không bất quá đối mặt sơn cốc quỷ dị thật có quyết tâm đi vào sâu một lần lại không nhiều sợ trêu chọc tồn tại nào đó thấy phương hành đi vào đám tu sĩ cũng thầm khen chẳng trách người ta danh chấn bốn châu, lá gan là thật không nhỏ. Từ bên ngoài sơn cốc nhìn xem, chỉ rộng lớn bất quá trăm dặm, sương mù không biết từ nơi nào dâng lên lăn lộn, che đậy cả sơn cốc, sau khi phương hành đi vào sơn cốc, dùng thần thức của hắn, lại chỉ có thể nhìn thấy phương viên mười trượng, không khỏi có chút giật mình, hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, nếu ngay cả hắn. Cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi mười trượng, như vậy kim đan bình thường tiến đến không phải giống như mù loà sao, sương mù này cổ quái, trong lòng hắn có chút chú ý dùng âm dương thần ma giám nhìn một chút vậy mà không có kết quả âm dương thần ma giám gần như có thể nhận biết vạn vật nhưng không phải toàn trí toàn năng bây giờ cảnh giới tăng lên cũng gặp phải một số đồ vật biện không ra được tu truyền đây là dùng ký ức một vị tiên nhân nào đó luyện chế thành pháp bảo nhưng tiên nhân cũng không phải thông hiểu vạn vật có thật nhiều cấm chế lợi hại đi vào sơn cốc này phương hành bước nhỏ tiến lên ngưng thần đề phòng hắn phát hiện trong sơn cốc có rất nhiều đại cấm có một ít theo thời gian trôi qua, đã mất hiệu dụng, nhưng có chút vẫn còn uy lực đáng sợ, hắn chỉ có thể cẩn thận tránh đi, lặng lẽ đi vào bên trong. À, đi chưa bao xa, đột nhiên phía trước sương mù tụ tán, lộ ra một cây đại thụ, cổ phát cứng cáp, nhưng đã khô héo, dưới tảng cây có một bộ khô lâu ngồi xếp bằng, trên người mang theo Phật Uẩn khó nói lên lời. đại đề thụ Vừa thấy cây đại thụ kia, trong lòng phương hành thất kinh, ánh mắt ngưng lại cây đại thụ kia rõ ràng là vô đề bảo thụ mà phật tổ đã từng ngộ đạo loại bảo thụ này cùng phủ tăng thần mộc trong truyền thuyết thuộc về một cảnh giới mặc dù ở phàm tục còn có đồng loại nhưng loại bảo thụ có thần lực chân chính đã tuyệt tích không nghĩ tới ở trong sơn cốc lại gặp được một gốc như thế nhưng gốc bồ đề bảo thụ kia đã chết sinh cơ hoàn toàn không có chỉ ở trên ngọn cây còn có một chiếc lá xanh ngắt Gâu, ta không phải là nhìn thấy phật tổ chứ còn mắt phương hành tỏa sáng xón rén đi tới trước muốn đưa tay sờ một cái bất quá thời điểm hắn tiếp cận thân hình di động gió nhẹ rung rinh bộ hình ảnh vô cùng chân thật kia lại theo đó vạn vẹo sau đó hóa thành hư vô thình lình chỉ là một huyễn tượng mà thôi trước mắt trống rỗng không có vật nào không độ đại kiếp không thành phật thời điểm hình ảnh biến mất trong mắt phương hành thình lình nhìn thấy khô lâu mở mắt mở miệng nói chuyện quả thật có chút cổ quái phương hành nhíu mày tiếp tục đi tới, chẳng biết lúc nào, mặt đất dưới chân đã biến thành màu đỏ, ướt nhẹp, phảng phất như máu tê sông nhuộm, hơn nữa ven đường thình linh xuất hiện rất nhiều quái thi, hình dáng tướng mạo cổ quái, cảnh tượng cực kỳ thê thảm, hơn nữa trên những quái thi này lại có lực lượng nguyền rùa nồng đậm, ngưng tụ. Không tan, ngay cả phương hành cũng không dám tùy tiện đụng vào, bây giờ hắn cũng không bình thường, kiến thức rộng rãi, loại nguyền rùa kia đừng nói mình, sợ là đạo chủ cũng không chống đỡ được thường nhân gặp đủ loại quái tượng này tất nhiên sẽ xoay người rời đi nhưng phương hành gan to bằng trời lại lo lắng đám người kim ô và lê hồng y nên cắn răng đi qua quái thi bất quá cũng may loại nguyền sủa kia là ngưng tụ ở trên quái thi chỉ cần không đụng vào nó sẽ không kích hoạt cái này khiến hắn an tâm một chút không độ thương sinh không thành phật đi không biết mấy dặm đột nhiên phía trước chuyển đến một tiếng nói phương hành giật mình ngừng đầu nhìn chỉ thấy ở phía trước trong một từ trúc lâm thình lình có một đóa hoa sen to lớn hơn nữa trên hoa sen có một nữ tử thánh khiết tử bi đứng ở trên hoa sen tay cầm đồ đao trắng trợn chém giết ở bên cạnh hoa sen không biết có bao nhiêu quái thì đang nhanh chóng leo lên tranh nhau vào tới hoa sen lại bị nữ tử vung đao chém giết trên người nữ tử thánh khiết đầy vết máu nhưng hai hàng lông mày lại có ý tử bi càng đậm phương hành đi tới tựa hồ kinh động đến nàng quay đầu nhìn lại ánh mắt thăm thẳm như nhiều hơn chút vui mừng nhưng đúng lúc này hình ảnh kia bắt đầu lay động tựa như gợn nước từ trúc lâm hoa sen cùng những quái thi kia bắt đầu vạn vẹo sau đó biến mất những cảnh tượng nhìn rất giống thật kia thậm chí phương hành có thể ngửi được mùi máu tươi nồng đậm nhưng lại theo hư không rung động tất cả mọi thứ giống như trăng trong nước tan biến vô hình thật giống như sương mù hóa thành lại nữa phương hành cắn răng làm xuống một quyết định to gan lớn mật hắn cảm thấy mình nhìn thấy những hình ảnh kia đều là thật nhưng lại lộ ra hư ảo khó mà nắm lấy loại cảm giác nhìn không thấu này để trong lòng hắn rất khó chịu lại có trước đó dưới bồ đề thụ huyễn ảnh làm kinh nghiệm lần này ở trước khi hình ảnh biến mất lập tức làm xuống một quyết định từ phía sau lấy ra một tiểu đỉnh ném tới biến thành lớn như núi sau đó phong thiện đỉnh giống như bình bát thật nhanh chụp xuống lúc này hình ảnh còn chưa biến mất trên mặt đất có vô số quái thi hắn chụp tới chỉ ít có ba bốn cỗ rơi vào trong phong thiện đỉnh Mặc dù trên quái thì có được lực lượng nguyền rùa đáng sợ, nhưng hắn không có trực tiếp tiếp xúc, nên nhất thời không tổn thương được hắn, mà cho dù có chút ít tràn ra ngoài, cũng bị. Lực lượng trên phong tiện đỉnh chấn áp, ngưng tụ không tiêu tan, động tác này của hắn làm nữ tử thánh khiết trong tử trúc lâm và những sinh linh quái dị kia kinh ngạc như không nghĩ tới hắn sẽ to gan như vậy nhưng bởi vậy cũng kinh động đến bọn họ những sinh linh quái dị kia giống giận thình lình xông về phía hắn phương hành bị hù lui về sau một bước nhưng những sinh linh quái dị kia còn chưa vào tới, đã biến mất không thấy, hắn vội vàng thu đỉnh, ngược lại phát hiện ba bộ quái thi trong đỉnh vẫn còn, mới thoáng yên tâm. Quay lại tìm thần tú nghiên cứu một chút. Phương hành dán lên vô số tấm phù chú, bảo đảm khí tức bên trong không tùy tiện tiết lộ ra ngoài, lúc này mới thu nhỏ phong thiện đỉnh, cất vào trong túi, sau đó tiếp tục tiến lên, trong lòng càng đi càng lẩm bẩm. từ khi nhập cốc đến nay, nhìn thấy hình ảnh quá chân thực, quá cổ quái, lúc đầu hắn còn cho rằng đây là hình ảnh vị đại năng nào đó lưu lại, nhưng sau khi dùng phong thiện đỉnh lưu lại ba bộ quái thi, hắn đã không nghĩ như vậy, nếu là huyễn ảnh, phong thiện đỉnh bắt được kia là cái gì? Hiện tại quái thi ở trong đỉnh là chứng minh, những hình ảnh này đều là thật. Tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc phụ trường sinh. Oa oa oa, con mẹ ngươi chứ trường sinh, muốn đục nước béo cỏ sao, kim gia gia ta liều mạng với các ngươi thời điểm phương hành đang ngưng thần suy nghĩ phía trước bỗng nhiên chuyển đến tiếng quát mắng bên trong đương nhiên là có kim ô nhất thời để hắn giật mình bước nhanh đổi lên không bao lâu xuyên qua sương mù nồng nặc thình lình nhìn thấy phía trước đang có một trận đại chiến kim ô đang cùng ba tu sĩ mặc áo bào trắng tay cầm trường kiếm bạch ngọc trên mặt đeo mặt nạ quỷ ác chiến ba người kia thực lực mạnh mẽ ba đạo kiếm quang như du long đánh kim ô vướng trái vướng phải chửi ầm lên quả đen đường hoàng bản thái tử đến giúp ngươi. Bất ngờ lại vang lên một tiếng giống to, đám người lệ anh lao đến, kêu to tương trợ. Nhưng sương mù chung quanh ẩm vang tụ tán, bên trong lại nhảy ra một nhóm tu sĩ áo bào trắng, cầm bạch kiếm, đao mặt nạ, xuất quỷ nhập thần, kiếm đạo ngoan lệ, tách đám người lệ anh ra, đám kiếm khách áo bào trắng kia xuất thủ quỷ dị, dường như chuyên vì giết người mà sinh, cực kỳ tương tự thuật pháp của phương hành, lại như dung nhập ngũ hành độn pháp, lại có thể ẩn nấp ở trong núi đá cây cối, dòng nước chung quanh, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột ẩn nấp, cực kỳ khó chống đỡ, đám người kim ô đã bị trọng thương. Xùi. Trong lúc ác chiến, phong hỏa song luân của Vương Quỳnh chém một tu sĩ thành ba đoạn, nhưng còn chưa kịp thu hồi song luân, sau lưng nàng đột ngột nhô ra một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên qua thân thể, đóng ở giữa không trung. sau đó ba bốn xích sát màu trắng bay qua, trói nàng thật chặt, kéo vào trong sương mù dày đặc. Mà tu sĩ đâm nàng bị thương thì cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh bước tới đám người kim ô, thanh âm trong sáng. Không bái trường sinh tu mệnh đoàn, vô biên sát đạo tại thần thông, chư vị đạo hữu, có người dùng tiền mua trường sinh phủ của các ngươi, lại ở dưới đại trận, bằng tu vi của các ngươi làm sao có thể có sinh lộ, vẫn là nhanh chóng lên đường, giải quyết xong nhân quả kiếp này, vào luân hồi đi thôi. Hắn cũng gia nhập chiến đoàn, đám người kim ô cực kỳ hung hiểm, ngăn cản không nổi. Đám người áo trắng kia cũng không biết thân phận lai lịch gì, Tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng xuất thủ ngoan lệ, như chuyên tu sát đạo, bọn họ nhân số đông đảo, không dưới mấy chục người, lại phối hợp đại trận và đội pháp xuất quỷ nhập thần. Đám người Kim Ô, Lệ Hồng Y, Hàn Anh, Lệ Anh đã bị chia cắt ra, mặc dù không ngừng ác chiến, nhưng đều bị thương, chống đỡ không nổi. Uống bỏ ỏ, mệ nghi hống Thời điểm tuyệt vọng, cuối sơn cốc bỗng nhiên mê vụ tàn đi thình lình lộ ra một cổ tháp chủ miếu liên miên không biết chiếm cứ bao nhiêu sơn phong linh hạc bay múa thương tùng thúy bách mây trắng quanh quần phản âm trận trận theo cổ tháp xuất hiện chỉ nghe trong tháp tiếng chuông trận trận cửa tháp thình lình mở ra phảng phất như một con đường sống mở ra ở trước mặt tám người kim ô trước vào trong tháp đi đám người kim ô thấy cảnh này rơi vào đường cùng không chút do dự liên thủ lao vào trong tháp dưới trường sinh phù, ai có thể trốn được tính mệnh. Sau lưng bọn họ, đám người áo bào trắng kia cảm thấy ngoài ý muốn, tung tiếng quát dài, tranh nhau đuổi theo. Móa, ai dám chưa sát huynh đệ của ta? Phương Hành chạy tới gần, nói đến kỳ quái, thời điểm hắn cách cực xa đã nhìn thấy tình cảnh này, nhìn ngay ở ngoài mấy trượng, nhưng liều mạng đuổi theo, lại mất tới cả phút, mới đi đến trước người bọn họ, đám người kim ô tao ngộ nguy cơ, hắn chỗ nào còn lo lắng cái khác, lạc thần cung cuốn lên một viên phù thạch, hung hăng. Bắn qua. Oanh, hư không nổ tung, khí lưu lăn lộn, tất cả cảnh tượng đồng thời tiêu tán, chỉ còn lại sương mù nồng nặc, không ngừng tụ tán, hết thảy mọi người đều ở lúc này không thấy bóng dáng. Giống như phía trước, đều là ảo giác. Phương hành ngần ngơ, nhanh chân chạy vội tới, trước mắt chỉ thấy một mảnh núi hoang cỏ dại, cô quạnh vô biên, không có đám người kim ô đang chém giết, cũng không có đám kiếm sĩ áo bào trắng đuổi giết bọn hắn, càng không có cổ tháp ở thời điểm nguy cấp xuất hiện, đón bọn hắn đi, hết thảy đều giống như huyễn tượng, không phải là. Thật, nhưng trong kinh ngạc, ánh mắt hắn quét qua, phát hiện một cây lông vũ kim sắc dính máu nằm dưới đất,